Chào quý vị, ai ở tuổi 72 lưu ý hôm nay là ngày cuối, hôm nay là ngày 1 tây tháng 4 hả quý vị? 1 tây tháng 4, 2022, lưu ý tránh bị phạt 50% trong tình trạng này ha. À, tuổi 72 à, lưu ý cho những quý vị nào mà bước vào tuổi 72 sau ngày 30 tháng 6, 2021 cho đến trước ngày 1 tháng 1 năm nay ha 2022 các quý vị có nghĩa là mình bước vào tuổi 72 ở khung thời gian này nè từ khi sau ngày 30 tháng 6 21 và trước năm rồi kết thúc ha thì uh, lưu ý uh, về cái phần mà mình muốn trình bày trong trong cái video này các quý vị khi mà sở thuế họ dùng cái khung thời gian như vậy uh, nếu mà nói rõ hơn một tí là ai mà bước vào tuổi 72 Từ ngày 1 tháng 7 năm rồi, 2021 à, Cho đến ngày 31 tháng 12, 2021 à. Nghĩa là mình bước vào tuổi 72 Trong cái khung thời gian như vậy đó à, Mình muốn nói đến cái quỹ hưu trí mà mình bỏ riêng nha Có nghĩa là mình khi mà mình đi làm đó mình có những quỹ, quỹ hưu trí chẳng hạn như là 401k à, mình làm việc cho công ty rồi mình bỏ tiền vào đó hoặc là mình có cái quỹ riêng, cái quỹ riêng cá nhân là IRA Individual Retirement Account mình bỏ vào đó ha quý vị thì đó, khi mà mình bỏ tiền vào đây đó với cái mục đích là khi đến tuổi uh, 59 tuổi rưỡi mình được rút ra mình không có bị phạt à, có đóng thuế hay không là tùy theo cái quỹ nào mình bỏ vào ông vị vì thấy có hai cái chuyên mục mình có thể bỏ vào một cái là traditional còn cái kia là Roth thì cái quỹ traditional là khi mà mình bỏ tiền của mình vào đó mình không có bị thuế rồi sau này mình rút ra đó thì cái vốn mình rút ra mình bị thuế và nếu có cái lời trong đó thì bị thuế ở cái lúc mình rút ra luôn còn về cái phần Roth thì cái phần tiền mình bỏ vào đó đã trừ thuế rồi rồi mình mới bỏ vào đó sau này mình rút ra vốn lẫn lời không có bị thuế ha quý vị à, và khi đó mình bỏ vào đây đó thì tất nhiên cái mục đích là để sau này mình rút ra ở tuổi 59 tuổi rưỡi trở đi đó là cái mục đích mà chính phủ đưa ra mình có quyền rút ra ở thời gian này thì không có bị phạt. Tất nhiên là có một vài cái tình trạng mình có thể rút ra sớm hơn, tình trạng ngoại lệ mình có thể rút ra sớm hơn mà không có bị phạt vân vân Alright, coi như là cái quỹ 401k uh, mình có thể bỏ vào từ công ty của mình uh, mỗi lần mình lãnh lương có thể rút ra vân vân bỏ vào IRA thì là quỹ cá nhân uh, có hai cái chuyên mục mình có thể chọn bỏ vào như nãy giờ mình trình bày là traditional hoặc là Roth có thể rút ra từ 59 tuổi rưỡi ha, quý vị. Uh, nhưng mà đó nếu mà mình 59 tuổi rưỡi mình không muốn rút ra, mình muốn giữ nó hoài luôn có được hay không? Uh, tùy ha quý vị. Cái quỹ IRA cái quỹ cá nhân này đó cái phần Roth này đó thì mình có thể giữ hoài luôn nha, không có sao ha, giữ hoài luôn không có sao. À ví dụ một người mà giữ hoài luôn sau này mất đi rồi có thể là cái phần tiền ấy để lại cho gia đình thân nhân hay là vân vân. Không sao ha. Có nghĩa là mình có thể đến 70, 80, 90 mình không muốn rút ra. Nếu mà cái phần của mình đó là cái phần Roth IRA mình không có cần rút ra bắt đầu từ năm chín tuổi rưỡi mình cứ giữ hoài đó, lúc nào cũng được hết ha. Nhưng mà cái giới hạn là nằm ở bên 401k ha quý vị. 401k bất kể là phần tiền mình bỏ vào bên nào, bỏ vào traditional uh, Chưa có đóng thuế lúc mình bỏ vào gọi là Roth, mình đã rút thuế rồi lúc mình bỏ vào vân vân. Hoặc là cái quỹ IRA uh, traditional ha quý vị có nghĩa là mình lúc mình bỏ vào mình chưa có uh, chịu thuế lúc đó. Thì nếu là 401k thì bất kể là traditional hay là Roth hoặc là IIA nếu mà nằm bên traditional là mình phải có cái kế hoạch để mà rút cái phần tiền ấy ra. Thưa quý vị, có thể là lúc 59 tuổi rưỡi mình uh, đây là cái tuổi mình có thể rút ra nhưng mà vì lý do gì đó có thể thu nhập mình lúc đó cao uh, mình rút ra là cộng vào tổng thu nhập làm cái phần thuế, phần trăm thuế mình chịu cao hoặc là lúc đó mình chưa cần tiền vân vân, mình trì hoãn. Nhưng mà ở thời gian hiện tại bây giờ quý vị thấy đó là sở thuế cho mình có thể trì hoãn tối đa cho đến tuổi 72. mươi là phải có kế hoạch rút cái phần tiền ấy ra ha à, quý vị thấy lúc trước đó à, hồi 2019 đó, thì họ thay đổi cái tuổi này tăng lên là 72 quý vị lúc trước là mình phải có kế hoạch rút ra khi mình bước vào tuổi 70 70 tuổi rưỡi rồi thời gian đó 2019 thì họ mới ra cái luật và sau 2019 là họ chuyển đến 72 tuổi mình phải có kế hoạch rút ra ha là sau khi mình đến tuổi 72 là mình phải rút hết cái phần tiền mình có trong cái quỹ 401k hoặc là IRA traditional ra có phải hay không? Không hả quý vị? Mình có thể rút hết ra nếu mình muốn nhưng mà sở thuế ấn ra cái phần tối thiểu mình phải rút ra uh, so với cái phần tiền và cái sự ước lượng là cái tuổi thọ của mình theo cái tuổi của mình lúc đó, đó là sở thuế ước lượng là ờ uh, cái tuổi thọ của mình đến bao nhiêu ha. Mình ví dụ như vậy Ví dụ như 72 tuổi mình mới bắt đầu rút ra đi rồi sở thuế ước lượng mình sẽ sống đến 82 tuổi đó nha. Mình làm một cái ví dụ thôi ha quý vị. Và phần tiền trong đó mình có 100 ngàn đồng trong cái quỹ 401k hoặc là traditional IRA ha. Đó. Coi như là ước lượng mình sống được 10 năm từ 72 cho đến 82 và mình có 100 ngàn đồng này phải không? Thì sở thuế sẽ ấn lượng cái mức tối thiểu mình phải rút ra có nghĩa là họ chia 10%. 100.000 này là chia cho 10 phải không? Chia cho 10 năm thì cái phần ít nhất mình phải rút ra là 10.000 đồng một năm ha. 10.000 đồng một năm. Nếu mà mình không có cái hoạch rút ra hoặc là mình rút ra ít hơn 10.000 đồng một năm như vậy đó thì sở thuế sẽ phạt 50% này nè. Có nghĩa là nếu mình không có kế hoạch rút ra thì đáng lẽ mình rút 10.000 đồng mà mình không rút thì sở thuế sẽ phạt 50% của cái 10.000 đồng này nó lại mình rút ra có nghĩa là sẽ phạt mình 5.000 đồng cho năm ấy hả quý vị Đó. nên cái phần này mà khi mà mình tiết kiệm mà có thể mình không được cập nhật cái điều lệ vân vân rồi mình sơ ý mình để xảy ra như vậy là rất là, là mất cái phần tiền này rất là uổng hả quý vị Tại sao mà mình không thể trì hoãn cái phần tiền trong cái quỹ 401k của mình hoặc là IA traditional Y cái Đó là tiền của mình, mình đến năm chín tuổi rưỡi mình không muốn rút Uh, mình chỉ hoãn hoài tại sao không được tại vì sở thuế muốn cái phần thuế của họ phải không vị khi mà mình bỏ tiền vào cái quỹ traditional có nghĩa là mình trì hoãn thuế sau này mình rút ra vốn lẫn lời mình phải chịu thuế phải không có một số vị nói rằng uh, cái đó đúng nhưng mà for k roth uh, khi tôi bỏ vào tôi đã đóng thuế rồi mà tại sao mà tôi có for one roth này đó cũng phải ấn cái tuổi 72 phải bắt phải rút ra luôn quý vị thấy đó cái 401k này đã được thiết lập từ công ty của mình làm việc Và mỗi khi mình bỏ vào đó Phần đông đó là công ty cũng hỗ trợ luôn Có nghĩa là họ cho mình một phần tiền luôn phải không Có thể là một đồng mình bỏ vào cho một đồng Hoặc là họ cho 50 sen hoặc là 25 cent vân vân á nhưng mà cái phần tiền á, mà họ cho đó Mặc dù mình bỏ vào là mình bỏ vào Roth nha Nhưng mà phần tiền mà họ cho đó Không có đi vào Roth nha không có đi vào cái quỹ Roth mà đi vào cái quỹ traditional. À, bởi vậy nên là cái 401k này đó bất kể là Roth hay traditional thì cũng vậy luôn, là công ty khi mà họ bù cái phần tiền của mình đó là nằm ở bên traditional hết luôn nên sẽ thấy đưa ra cái, cái 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 luật là phải rút cái phần tiền ấy ra bất kể là 401k nằm bên traditional hay Roth để họ có được cái phần thuế của họ ha, quý vị. Có một số vị nói rằng là uh, Tôi đã bước vào tuổi 72 rồi nhưng mà tôi vẫn còn đi làm việc cho cái công ty ấy, tôi có thể trì hoãn đến sau này không còn làm việc nó rút ra được hay không? Được hả quý vị, nếu mà mình 72 tuổi trở lên mình vẫn còn đi làm cho công ty ấy thì cái phần tiền mình đầu tư vào cái 401k cho công ty ấy đó, mình không cần rút ra à, với điều kiện là mình không có cổ phần à, ít nhất à, là 5% trở lên. Mình không có cổ phần phần chẳng hạn như là cổ phiếu vân vân mà cái giá trị không có là từ 5% trở lên thì mình vẫn tiếp tục trì hoãn được ha quý vị. Cho đến sau khi mình ngừng uh, làm việc rồi thì mình bắt đầu uh, uh, mình rút ra lúc đó cũng được ha, không có bị phạt như vậy ha. Tóm tắt là vẫn còn làm việc cho công ty ấy và mình không có sở hữu cổ phiếu giá trị từ 5% trở lên uh, của cái giá trị của công ty ấy thì mình vẫn trì hoãn được ha. Cái phần trì hoãn chỉ có trì hoãn cái phần 401k mà mình bỏ vào cho công ty uh, công ty ấy thôi ha. Nếu mà hồi nào giờ ví dụ như là mình làm việc cho 3 4 công ty trước đi. Rồi đó, rồi mình mới làm việc cho công ty này. Rồi ba bốn công ty khác đó nha, công ty trước khi mình vào làm việc công ty này đó, mình cũng có những cái quỹ 401k ấy luôn nha. Rồi mình có thể là sau khi mình ngừng đó Rồi mình mới bắt đầu di chuyển những cái phần tiền ấy đi là mình có thể trì hoãn luôn Cái phần tiền của những công ty trước được không Không hả quý vị Chỉ có cái phần tiền mà của công ty hiện thời mình đang làm Mới được trì hoãn thôi nha Còn những quý vị nào mà có làm việc ở những công ty trước Mà cũng có cái quỹ 401k luôn đó Thì hãy lưu ý nha Có một số quý vị bị cái tình trạng như vậy Nghĩ rằng là tôi vẫn còn làm việc tôi trì hoãn Rồi sau này bị phạt Rồi mới biết rằng là cái luật nói rằng ơi nếu mà những cái phần tiền mình đầu tư vào 401k của những công ty trước không có nằm trong tình trạng ngoại lệ như vậy đó thì hãy lưu ý ha Alright, RMDs required minimum distributions Cái này vì thấy là cái từ cụm từ mà sở thuế dùng để bắt mình phải rút cái phần tiền mình có ra từ tuổi 72 ha quý vị Nhưng mà khi mình bước vào tuổi 72 cái thời hạn nào là cái thời hạn chót mình phải rút ra khi mình bước vào tuổi 72. Quý vị thấy đó, hồi mình nhớ là khoảng chừng 25 tháng 3 năm nay quý vị, 2022 Sở thấy có ấn ra cái bản gọi là IRA 202269. Cái bản này nói về điều lệ và nhắc nhở những quý vị nào mà bước vào tuổi 72 lưu ý nếu mà chưa có rút tiền từ 401K uh, traditional Roth hoặc là IRA traditional thì hãy lưu ý cái điều lệ họ đưa ra ha để mình lấy cái bảng này ra để mà à, cho quý vị xem một tí alright đây là cái bản à, về cái, cái 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 luật này hả quý vị thì số thế ấn ra nói rằng là đó những quý vị nào mà bước vào tuổi 72 mươi à, vào nửa năm từ nửa năm rồi cho đến cuối năm đó như hồi nãy mình nói là có khoảng chừng 1 tây tháng 7 cho đến ngày 31 tháng 12 năm rồi 2021 đó, thì có đến ngày 1 tây tháng 4 có đến thứ sáu là hôm nay nè là 1 tây tháng 4 2022 nè để mà bắt đầu lấy những cái phần tiền ấy ra từ 401k hoặc là ira uh, traditional ha quý vị thông thường đó thì cái phần tiền tối thiểu đó là mình phải rút ra là vào cuối năm ha có nghĩa là mình bước vào tuổi 72 năm nay đi thì mình phải rút cái phần tiền tối thiểu ấy ra, hạn chót là cuối năm nay ha. Nhưng mà với cái luật uh, cái luật mà đặc biệt đó đó thì những quý vị nào mà bước vào tuổi 72 sau ngày 30 tháng 6 năm rồi 2021 đó thì uh, thì được nằm ở dưới cái luật ngoại lệ này cho phép mình có thể đợi đến uh, ngày 1 tháng 4 2022 là hạn chót để mà rút cái phần cái lần đầu tiên đó nha, rút cái phần tiền ấy ra nha là nói chung là cái luật mà mình phải rút ra đó khi mình bước vào tuổi 72 đó mình không cần rút ra trong năm mà mình đợi cho đến uh, hạn chót là một tây tháng tư của năm tới để mà mình rút ra cho những quý vị nào mà sinh sau ngày 30 tháng 6 năm 1949 đó, thì cái luật này được áp dụng ha quý vị nhưng mà hãy lưu ý nha nói rằng đó nếu mà mình đến tuổi 72 mà mình không rút ra trong năm ấy mình trì hoãn cái lần đầu tiên mình chỉ được trì hoãn Cái lần đầu tiên khi mà mình mới bước vào tuổi 72 Mình được trì hoãn lần đầu cho đến 1 tháng 4 của năm tới Để mình rút, thưa quý vị Thì hãy lưu ý nha Nếu mà mình rút, ví dụ như mình bước vào tuổi 72 uh, Tháng 7 năm 2021 đi Mà mình không có rút ra trước ngày 31 tháng 12 năm 2021 Rồi bây giờ mình rút cái lần đầu ra Vào trước ngày 1 uh, tháng 4 Có nghĩa là mình rút ra hôm, uh, hôm nay đi ha thì đó hãy lưu ý rằng nha cái phần mà mình rút ra bây giờ đó là cho năm rồi ha có nghĩa là mình bước vào năm bảy uh, tuổi 72 năm rồi nhưng mà mình không rút mình trì hoãn cho đến hạn uh, chót là 1 tháng 4 mình rút mặc dù là năm 2022 nhưng mà thật ra mình rút của năm rồi nên năm nay mình phải rút một lần nữa ha quý vị phải rút trước ngày 31 tháng 12 năm nay nha nên có thể là năm nay mình bị hai cái À, sự rút ra như vậy đã làm cái thu nhập mình tăng cao nha lên và mình mình có thể nằm trong cái phần thuế cao ha chỉ có cái năm đầu tiên mình bước vào tuổi 72 đó thì mình không cần rút ra trước ngày 31 tháng 12 năm đó ha quý vị mình có thể trì hoãn cho đến 4, à, 1 tây tháng 4 của năm tới để mà mình rút lúc đầu tiên mình bước vào tuổi 72 thôi nha rồi sau đó, đó là hàng năm hàng năm mình phải rút trước ngày 31 tháng 12 ha. Thí dụ như là như hồi nãy cái ví dụ nãy mình nói đi, trong cái quỹ 401k của mình mình có 100.000 đồng trong đó và sẽ thấy ước lượng rằng sẽ thấy có cái bản ước lượng cái tuổi của mình mình sống đến bao nhiêu bao nhiêu mà mình dùng cái ví dụ là mình tuổi 72 rồi ước lượng mình sống đến 82 là sống 10 năm thì mỗi năm mình phải ít nhất mình phải rút 10.000 đồng trong đó ra. Thì cái đó là cái phần tiền mình phải rút mỗi năm như vậy là mình phải rút trước ngày 31 tháng 12 ha, 31 tháng 12 cứ phải rút 10.000 như vậy mỗi năm ít nhất là phải rút cái phần tiền ấy ra ha, nhưng mà cái năm đầu tiên đó khi mình bước vào tuổi 72 đó lúc mình bước vào tuổi 72 mình không có cần rút trước ngày 31 tháng 12 cùng năm mà mình bước vào tuổi 72, mình có thể trì hoãn cho đến ngày 1 tháng 4 của năm kế tiếp ví dụ như năm rồi là năm 2021 đi thì mình có thể trì hoãn đến năm nay ha. Vì vì hãy lưu ý nha nếu mà mình không rút như vậy đó. Vì nào mà bước vào tuổi 72 và đặc biệt là những quý vị nào đó mà bước vào tuổi 72 từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 cho đến 31 tháng 12 Năm 2021 2021 đó mà mình có con tiền trong ấy mà không có kế hoạch rút ra là hãy lưu ý cái phần bị phạt sẽ lên đến là 50% là sẽ là 50% ha. Alright, hôm nay là ngày 1 tây tháng 4 là ngày cuối uh, cho những quý vị nào mà bước vào tuổi 72 như trong cái khung thời gian nãy giờ mình trình bày để mà và mình có những cái quỹ như là 401k uh, hoặc là IRA traditional như nãy giờ mình trình bày hả quý vị phải có kế hoạch rút ra nha mình có thể liên lạc công ty của mình làm việc và mình bỏ cái phần tiền 401k ấy vào hoặc là nhà băng của mình mà mình có cái quỹ IRA vân vân Uh, nếu mà nằm trong tuổi ấy để mà tránh bị phạt 50% như vậy rất là ổn hả quý vị ngoài cái quỹ 401k này hoặc là cái IA traditional còn những cái quỹ gì uh, quỹ hưu trí gì khác mà sở thuế uh, bắt mình là phải rút ra tuổi 72 không uh, thì có một vài cái quỹ hưu uh, uh, khác nữa mà sở thuế đề cập đến là uh, nếu mình có cái phần tiền ở trong cái quỹ SEP Uh, Simplify employee pension plan hoặc là simple IRA uh, hoặc là 403b uh, 457b vân uh, vân. Chỉ có cái là Roth IRA như nãy giờ mình trình bày đó là không có bị uh, nằm dưới cái điều lệ mà phải rút ra ở cái phần uh, khi mình bước vào tuổi 72 hả, quý vị. Uh, mình có thể trì hoãn. Mình không có cần rút cái phần tiền ấy ra nếu mình vẫn còn đi làm cho công ty ấy và cái tiền mình bỏ vào phố quan Khê nằm trong công ty ấy nha những công ty trước mà mình làm việc đó mình nghĩ rằng là nằm trong tình trạng ngoài lại là không đúng nha hãy có kế hoạch liên lạc những công ty cũ ấy để mà rút cái phần tiền ấy ra ở hàng chót uh, là hôm nay nếu mình rơi vào công tuổi như vậy á quý vị và đặc biệt mình được chị hoãn không có cần rút ra ở vào tuổi 72 mình vẫn đi làm cho cái công ty hiện thời và mình không có sở hữu năm phần trăm từ năm phần trăm trở lên cái giá trị của cái công ty ấy chẳng hạn như là có phần phần cổ phiếu vân vân Alright đó là một vài thông tin có gì mình sẽ trả lời những video sau chào quý vị